quý vị và các bạn, trước xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường thế giới, các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng nói riêng cần phải hướng đến việc xây dựng thương hiệu gắn với vùng nguyên liệu và đặc trưng vùng để tiếp cận và giữ vững thị trường nội địa. Xuất phát điểm là một cơ sở chế biến và sản xuất các sản phẩm đặc sản sấy khô quy mô nhỏ được thành lập từ tháng 10 năm 2010. Diện mạo của thương hiệu đặc sản Đà Lạt Lâm Đồng Ngô Mai Hoa này đã đổi khác khi được rất nhiều những du khách ở các tỉnh thành trong cả nước biết đến và ưa chuộng. Vượt qua muôn vàn khó khăn của buổi ban đầu khởi sự lập nghiệp, thiếu vốn đầu tư, các công đoạn chế biến thủ công, nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn, đầu ra thì bấp bênh. Giờ đây, nhà máy sản xuất theo quy trình khép kín, đạt chuẩn HCCB với dây chuyền máy móc hiện đại, có công suất chế biến hàng chục mặt hàng đặc sản Đà Lạt được đơn vị này xây dựng dựa trên mối liên kết chặt chẽ giữa nhà sản xuất và nguồn cung ứng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. Xác định những thách thức mà sản phẩm đặc sản của Đà Lạt Lâm Đồng nói chung gặp phải trong việc cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập, Ngô Mai Hoa quyết định kiên trì với mục tiêu đưa sản phẩm đặc sản an toàn đến tay người tiêu dùng. Thứ nhất là về cái nguyên liệu thiên nhiên, không sử dụng các cái phụ gia thực phẩm và khẳng định được cái tên tuổi của mình qua cái nguồn gốc rõ ràng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và cái quy trình sản xuất khép kín. Không riêng gì tỉnh Lâm Đồng mà là thành phố lớn trên cả nước đều có những cái sản phẩm ngoại lai mà người khách hàng người ta cũng chưa có dễ nhận biết được cái sản phẩm nào là sản phẩm của cái nhà sản xuất trong nước. Thì vì thế mà Ngô Mai Hoa muốn đẩy mạnh cái sản phẩm của mình bằng cách là giới thiệu quảng bá về hình ảnh và về cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để cho người tiêu dùng người ta nhận biết được. Là đơn vị tiên phong xây dựng thương hiệu đặc sản, ước tính trong năm 2017 này, đơn vị đã thu mua trên 100 tấn hồng ăn trái, 80 tấn rau củ quả và 200 tấn khoai lang của nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để phục vụ cho sản xuất, tăng hơn 30% so với năm ngoái. Khi doanh nghiệp ăn nên làm ra, sản phẩm nông sản của nông dân địa phương được thu mua với giá cả ổn định. Lúc này hiệu quả của mối liên kết cùng có lợi giữa hai nhà, nhà doanh nghiệp và nhà nông càng được khẳng định và phát huy bằng chính chất lượng sản phẩm đặc sản đưa ra thị trường. Hiện nay công ty Ngô Mai Hoa đang có khoảng 20 dòng sản phẩm, rồi những sản phẩm của công ty Mai Hoa đều đạt những cái tiêu chuẩn là đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi mình nhập về của nông dân á, thì các sản phẩm là phải được kiểm tra là không có bị nhiễm các loại sâu bệnh hoặc là có những loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Thành công trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu thông qua việc quảng bá sản phẩm đặc sản Đà Lạt Lâm Đồng là một nỗ lực không hề nhỏ của các doanh nghiệp địa phương như Ngô Mai Hoa. Đến thời điểm này, vấn đề phát triển hệ thống phân phối để quảng bá, giới thiệu và đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng được doanh nghiệp này chú trọng để từng bước khẳng định vị thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Trên chặng đường nâng cao giá trị của các đặc sản địa phương, các doanh nghiệp vẫn cần có sự trợ sức từ phía cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng và khẳng định thương hiệu của mình. Với những thế mạnh đã có cùng định hướng phát triển phù hợp, tin rằng thương hiệu đặc sản Đà Lạt Lâm Đồng sẽ tìm được thế đứng vững chắc trên chặng đường hội nhập còn nhiều khó khăn và thách thức ở phía trước.